khi nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ, người Việt khao khát sông vươn lên. Rồi từ tối tăm, ta đi tìm một ngọn lửa sáng. Ngọn lửa sáng ước vọng, bàn tay với xa hơn mặt trời. Và ngày nay, khi nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu. Để ta xứng danh như con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam. Vâng, xin chào các bác. Hiện tại thì hôm nay là ngày nhân dịp là ngày nghỉ lễ 30/4 và mùng 1 tháng 5 ở Việt Nam. Nhưng ở bên Nhật này thì là cái ngày nghỉ lễ là sẽ là ngày mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Chứ ngày 30/4 thì đối với người Nhật thì là họ không được nghỉ. Và hôm nay là mình sẽ đến ở vùng núi Hakone để mà tổ chức cùng anh em ở hiện tại là cũng đang sinh sống và làm việc ở vùng núi Hakone này là người Việt. Để tổ chức ăn uống giao lưu ở bờ suối nướng và cũng làm một cái clip video để kỷ niệm ngày quốc tế lao động. Thứ nhất là ngày hôm nay và là khi mà anh em ở xa là cũng tổ chức ngày thống nhất đất nước 30/4. Rồi, chào các bác. Đây hiện tại bây giờ là đang là 12:15 thì anh em là đã chuẩn bị là rất là mừng là anh em đã chuẩn bị hết là đồ chỉ chờ mình đến là bia và đồ nướng. Cái phong cảnh ở mình thì là đang ở thành phố Yokohama các bác ạ, thì là cái phong cảnh ở đây thì là rất là một cái vùng, đây là một vùng nông thôn đặc thù ở Nhật Bản giáp với vùng núi Hakone và là ở cạnh núi này là có suối. Phong cảnh thì là không khí là rất là trong lành, không sầm uất và đông đúc như ở chỗ mà em đang sống. Đây là một đền thờ, như kiểu là thờ thần đạo ở tại Nhật Bản. Rất là đẹp và cũng rất là lạ. Anh em hành trình. Đây ạ. Đây sẽ xuống dưới này. Anh em sẽ xuống dưới này vào cạnh núi. Xung quanh đây đều là bao bọc núi và sẽ có những dòng suối chảy. Dòng suối đấy là tên là Katsu River. Hình như đây là cây cọ giống ở Việt Nam. Đây là anh em mà đang xuống suối. Đúng là rừng thật các bác ạ. Xung quanh là suối, là bao quanh là núi và rừng. Ở em thì ở Yokohama thì cũng là rất là hiếm, không có, nói chung là không có những cái phong cảnh như thế này. Một phong cảnh rất là đẹp. Đúng là không khí rất là trong lành, thoáng mát. Thật là tuyệt vời. Thời tiết hôm nay là hiện tại là đang ủng hộ. Các cây là rất là cao. Anh em đang ngâm bia, tắm bia ở suối. Suối rất là mát. Suối rất đẹp. Tí nữa anh em sẽ nhậu ở đây.
em cũng sẽ phải là bỏ giày ra thôi. Vẫn là mang giày, sẽ phải bỏ giày ra để lội suối. Anh em ngâm bia ở đây. Ăn cua được rồi. Cua nướng. Toàn rượu nói. Chỗ nào, chỗ của trường á? Để anh cái đĩa. Anh bỏ hai ghế hết mẹ chủ nhà. Đây là món cua. Đây là món cua lông ở vùng núi. Cua thì thực ra là ở đây là bắt ở dưới suối á. Lạ ghê nhở. Cua này sống ở trên núi. Bắt ở dưới suối. Cua sống trên rừng. Có là cua nước mặn mà nó hay ở trên bắt ở suối. Cho thêm mấy cái đồ vào nướng đi. Cứ nướng đi. Mấy gà là xem còn có anh em bạn bè nào. Tầm này không ra chắc không ra. Thấy không ngon chắc đang đi rồi. Đang đi. Nếu mà đi ở trong rừng hay đi ở trong cái vùng kia thì chắc là bị ấy, bị mất sóng. Ngoài này đi chung vui. Nào cho vào nào. Đây. Đây là món. Tiếp càng đi càng giống biết gì luôn. Đây. Mở con cua. Đấy. Chua mở càng ăn. Ăn càng đi. Sao lại ở Nhật này? Itadakima rồi. Xin mời các bác. Không hiểu. Cua thịt rất là dài. Được không? Lấy cái con cua Phúc ơi. Ok. Rất ngon à? Rất ngon. Cua rất ngon ạ. Thịt rất là chắc. Đúng rồi. Cua này thì là cua lông à? Cua lông vùng núi. Cua này là cua lông vùng núi. À đây. Cua này là khoai lang của Việt Nam. Nhưng mà đến mùa này nó lại di cư lên núi. Càng không đi càng không biết. Đây là gạch cua. Gạch cua. Đang quay à. Rất ngon. Rất ngon. Mày bạn đấy. Ôi. Mình xin cảm ơn. Đây là gạch cua à? Gạch cua. Rồi, xin mời các bác. Ngon quá. Rất béo lại nhé. Vẫn đang quay à?
Xin cảm ơn bạn nha. À, thơm, ngọt. Thơm là nướng rồi, thơm ấy. Nào, anh em đâu? Đồng Khởi thêm một lần nữa nào. Xin mời anh em. Nào, xin mời. Hai, ba. Đúng là cua lông thật các bác ạ. Nướng về vào lông. Ăn lông chứ dính cái gì. Xin giới thiệu với các bác, bây giờ là mọi người tự giới thiệu về bản thân. Đầu tiên là đây là chú Quang ở Thái Bình. Quang Zambu. Tự giới thiệu đi. Chú Quang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Chị hết. Sinh năm bao nhiêu? Hokkaido. Là bạn này bạn giới thiệu là bạn chưa có người yêu và sinh năm 1996, đến từ Thái Bình. Đấy là đi theo dạng là kỹ sư. Chào mọi người. Rất đẹp trai. Chư à, tiếp theo. Chư Ghi nơi tù à. Mình tên là Phúc. Năm 90. Mình chưa có người yêu. Quay. Con trai một. Có ai muốn làm quen với mình không? Mình rất mong làm quen được các bạn. Ok. Hay, hay quá. Xin chào đồng chí ạ. Tình cảm ngon quá các bạn ạ. Tôi xin giới thiệu mình tên là Xuyên và mình đến từ Hưng Yên, quê Nhãn Lồng. Nhãn Lồng Hưng Yên, Nhãn Lồng. Hiện tại thì mình cũng là đang độc thân. Đấy. Nhãn Lồng và bồ dọc giao phay, gà con mới đẻ là 7 ngày, 9 cân là Hưng Yên. Chào mọi người, mình là Phương, mình đến từ Nghệ An. Nghệ An, quê bác. Quê Choa. Quê Choa. Mọi người quê Choa ở khu vực Kanagawa, Tokyo. Anh em lên đây nhá. Có độc thân đây là không độc thân? Hiện tại đang độc thân. Hiện tại đang độc thân. À, đây là bạn Hưng. Xin chào các bạn, mình là Hưng ở Nghệ An. Đang độc thân. Một vợ hai con chưa có gì. chưa là chưa có em gì chứ không phải chưa. Rồi. Vâng, mọi người là rất là vui vẻ và cũng hôm nay là anh em tổ chức được bữa này là phải có thời gian đấy các bác ạ. Thực ra nếu mà không có thời gian được nghỉ tầm khoảng 3-4 ngày là không tổ chức được đâu, tại vì là cứ bị cuốn theo công việc. Và là cái công việc thì là bên Nhật này thì là rất là bận. Vì là cái thời gian ở bên Nhật này hầu như là không có. Mọi người là làm việc là cũng về rất là muộn. Và là ở Nhật Bản này thì khi mà càng ngày là càng có rất là nhiều những cái tình trạng là tự tử vì áp lực công việc và đã bỏ việc để mà không làm. Đúng ra làm việc ở Nhật Bản này thì là đúng là cái thời gian là rất là khó khăn các bác ạ. Thì em cũng xin chia sẻ như thế. Và có những kỳ nghỉ lễ dài 3-4 ngày này thì anh em gặp được nhau cũng rất là vui. Và tại những cái địa điểm là đúng là rất là tuyệt đẹp này các bác. Không khí rất là trong lành. Và cũng là dòng suối và núi. Đây là một số anh em lại ra tham gia tiếp. Anh em là bạn của Phúc và bạn của Hưng ở vùng Kanagawa Hakone này. Đây anh em ơi. Anh em đang chờ đây, nhanh lên. Không ở đây. Hả? Ra đấy à? Biết làm ơi. Ra đồ à. Ra đây. Xin mời anh em. Đây lại thêm một đoàn của người nhà đến nữa, gồm cả trẻ con, vợ chồng và con cái, rất là vui. Xin chào anh em, chào mọi người. Xin chào anh em. À, khay à?
Hả? Cái này vẫn được mà. Thêm dịch cái này nữa mà. Đúng không? Xin chào. Xin chào anh em. Chào chị em. Tôi đi chưa? Có tiếng gì ấy nhỉ? Tiếng gì? Tiếng gì? Hôm nay là càng ngày càng đông. Hai ba, rô, hai ba. Bạn này nhá. Tiếc nhỉ? Hôm nay lái xe ô tô thì uống Coca-Cola. Anh em hôm nay rất là đông vui. Và các bác ạ, hôm nay là anh em cũng càng ngày càng đông, hơn 20 anh em. Sau khi mà nhận được thông báo ở trên mạng là cũng đã tập trung đến đây. Và anh em cũng mang thêm đồ ăn đến là thêm thịt bò và thêm cá. Và đầu bếp là chính là chú Phương đảm đang, vừa đảm đang vừa đẹp trai. Thì chú Phương này thì là vẫn chưa có tình yêu. Chưa có tình yêu thì là mong là các bác có mối nào giới thiệu chú Phương. Rất đảm đang, một người đàn ông của gia đình. Anh cứ PR thế chết. Chị gái nó làm việc không ngủ đâu. Anh thiếu ai không được, không thiếu anh được đúng không? Vừa chạy về đây. Vâng, hiện tại thì cũng là có các chú công an là đến. Chắc là cũng là vấn đề là không được tụ tập, không được đông người ở đây. Thì anh em đang ra nói chuyện xem là có vấn đề gì không. はい、すいません。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。thì là hôm nay thì là cũng là đang là cái tụ tập chống dịch, nên đâm ra là mình chỉ phải nhắc nhở thôi, và mình sẽ không được tụ tập tập trung vào tụ tập. Chống dịch là cũng rất là đang phức tạp, thì là mọi người là họ chỉ nhắc nhở thôi, chứ họ không làm gì cả. Nhắc nhở là mọi người không nên tụ tập. Vì là cũng trong ngày nghỉ lễ như này. Và một cái quan trọng nữa là khi mà mình đã dọn dẹp xong ạ, mình đã dùng xong ạ, là cũng phải là dọn dẹp sạch sẽ nơi ở suối này. Tại vì ở đây là thuộc về một phần kiến trúc cảnh quan. Thì là bọn mình cũng chia sẻ là cũng xin thưa các bác là cũng rất là đồng ý với quan điểm của họ. Và là anh em là cũng sẽ cùng nhau là nghỉ và dọn dẹp. Vâng, cũng xin chào các bác. Và cũng rất là mong các bác thông cảm là vừa rồi là cũng có mấy đồng chí công an đến. Thì là cuộc vui là cũng ở trong cái ngày dịch là cũng không được được trọn vẹn. Tại vì là bên Nhật này là cũng họ cũng cấm tụ tập. Tại vì là dịch bệnh là cũng hiện tại cũng đang rất là phức tạp. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và xin hẹn các bác ở video khác. Bây giờ là bọn em là từ núi là sẽ chuyển về Kawasaki. Chiều hôm nay là cũng có một cuộc gặp mặt ở Kawasaki với một số anh em ở Ba Vì, Sơn Tây và Việt Trì Phú Thọ. Và xin được tạm biệt các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Bọn em xin di chuyển nhé. Quay xế đi, đây tài xế rất nhiệt tình nhưng mà không được uống rượu, uống bia à, chỉ uống Coca. Buồn quá các bác ạ. Chào các bác đi, tạm biệt các bác.